Thưa quý vị và các bạn, kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những nội dung căn bản của việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Cấp huyện và cấp xã là hai cấp thường xuyên làm việc trực tiếp với người dân. Do vậy, thời gian qua, chính quyền hai cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Kết quả đáng ghi nhận là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cán bộ trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương ngày càng cao. Hiện nay, 100% cơ quan cấp huyện, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đều ban hành nội quy quy chế làm việc của cơ quan, xây dựng kế hoạch về thực hiện văn hóa công vụ. Để cải cách hành chính đạt hiệu quả, thời gian qua, xã Hương Phú, huyện Phước Long đã chú trọng thực hiện giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền. Bởi thực tế cho thấy, khi cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thì hiệu quả của việc thực thi công vụ càng cao. Song song với việc đổi mới phương thức, lề lối làm việc, thì các cấp ủy, chính quyền, đơn vị cũng nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm, bảo đảm thực chất, có cơ chế để kiểm tra, kiểm soát. Trong quá trình phục vụ tổ chức cá nhân làm thủ tục, sau khi nhận kết quả, thì tổ chức cá nhân đó có thể cho ý kiến đánh giá cán bộ trực tiếp hướng dẫn để lãnh đạo địa phương lấy đó làm căn cứ đánh giá xếp loại cán bộ. Đồng thời, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cũng thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc theo quy định, cũng như văn hóa nơi công sở, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm, sẵn sàng phục vụ người dân. Cao cái hiệu lực, hiệu quả của chính quyền ở cơ sở trong cái cải cách thủ tục hành chính thì đối với đây ủy ban cũng thường xuyên chỉ đạo anh em là đối với người dân khi mà đến qua liên hệ công tác cũng như là tiếp ở một phần một cửa thì đây cũng tiếp nhận cái hồ sơ rồi hướng dẫn tận tình một cách là ân cần, niềm nở nhất. Đồng thời cũng trả hẹn trả hồ sơ trong thời gian là sớm nhất. Chúng tôi cũng thường xuyên đưa các cái cán bộ ở phòng một cửa để mà cập nhật, bồi dưỡng cái kiến thức liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, giao cho đồng chí phó chủ tịch phụ trách cái mảng trực tiếp thường xuyên là nhắc nhở động viên anh em là phải tiếp xúc người dân là phải là nhiệt tình, tận tình hướng dẫn. Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành nội quy quy chế làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức khi tiếp xúc với người dân nói chung và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính nói riêng có sự chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã Hương Phú trong những năm gần đây luôn đạt trung bình trên 90%. Này để công chứng cái giấy tờ hồ sơ thì cán bộ ở đây thì cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình, tiếp đón nhiệt tình và chỉ dẫn theo đúng quy trình thủ tục. Thì qua đó thì em cũng đã hoàn thành thủ tục của em rất là sớm. Cán bộ ở một cửa nè, cửa xã Hương Phú thì tiếp đón của mà những cái họ làm giấy tờ rất là tốt, với thái độ là vui vẻ phục vụ cho bà con, sao trả khi trả kết quả nó cũng nhanh lẹ. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay từ cơ sở đã đem lại nhiều kết quả nổi bật, từng bước thay đổi tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương, từ đó phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Để thực hiện hiệu quả hơn khâu đột phá trong cải cách hành chính, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, tập trung hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.